Lâu ngày không làm chuyện ấy thì cô nhỏ có khít không? Và có nhiều nam giới thì còn hỏi Thanh Hương là thế phụ nữ lâu ngày mà không được gần người đàn ông thì cái vùng kín nó có bị tịt lại hay không? Và cái câu hỏi cụ thể mà Thanh Hương nhận được từ khá là nhiều cánh mày râu á. Ví dụ như một anh có nhắn tin hỏi Thanh Hương là Thanh Hương cho anh hỏi, anh công tác xa nhà hơn một năm. Khi trở về nhà hai vợ chồng có gần gũi thì anh thấy cô bé của vợ nhiều nước và rộng. Anh nghe nói phụ nữ sau một thời gian dài không làm chuyện ấy thì sẽ khít lại. Không biết có phải trong thời gian anh xa nhà, vợ anh lén lút quan hệ với người khác không? Rồi có một câu hỏi nữa, cũng từ một cánh mày râu gửi cho Thanh Hương, đó là anh 57 tuổi, có quen một người phụ nữ kém anh 6 tuổi. Cô ấy chia sẻ 5 năm nay cô ấy không gần gũi với ai. Lần đầu anh và cô ấy gần nhau, anh không cho vào được. Của cô ấy rất nhỏ, không biết nguyên nhân là vì sao. Thanh Hương có thể giải đáp câu hỏi này cho anh không? Không biết là có anh chị em nào cũng đang ở trong trường hợp tương tự này không ạ? Comment cho Thanh Hương nhé. Rồi xin chào tất cả các anh chị em mình có mặt trong livestream của Thanh Hương trong buổi tối ngày hôm nay này. Hai trường hợp mà Thanh Hương vừa mới chia sẻ với mọi người, nghe thì tưởng chừng rất là đơn giản, sẽ có không ít người nói rằng là cái vấn đề này mà cũng phải hỏi ư. Thế nhưng mà thực tế đây là một trong những cái vấn đề nan giải mà rất nhiều cặp đôi đang đau đầu. Nếu như mà chúng ta không giải đáp được cặn kẽ những cái tình huống như thế này thì nó có thể gây ra những cái sự nghi ngờ, dễ sinh ra cái sự đa nghi ở người đàn ông và từ đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Hoặc là chính bản thân người phụ nữ thôi, không phải ai cũng có đủ kiến thức về giáo dục giới tính, về tâm sinh lý của đàn ông hay phụ nữ. Nên khi mà gặp cái trường hợp này, họ cũng không biết là bản thân mình như vậy là bình thường hay bất thường, dẫn tới những cái tâm lý lo lắng, hoang mang. Và khi mà mang những cái băn khoăn, cái tâm lý đó bước vào cuộc yêu thì làm sao mà có thể thăng hoa được, đúng không mọi người? Và đó là lý do ngày hôm nay Thanh Hương lên livestream về chủ đề này, để chia sẻ cho những cánh mày râu đang thắc mắc hay cả những chị em đang ở trong câu chuyện tương tự. Chúng ta sẽ có những cái lời giải đáp cặn kẽ trong tất cả những cái trường hợp. Mọi người phải lắng nghe từ đầu đến cuối livestream và không biết là mình rơi vào trường hợp cụ thể nào để có thể giải đáp nhé. Tránh tình trạng là gì ạ? Chồng đi xa nhà về mà lại đa nghi là vợ mình có nhân tình ở bên ngoài thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng, đúng không ạ? Rồi, em chào chị Loan Võ này. Cậu nhỏ 17cm, chu vi 12 thì như vậy có to không? Như vậy là lý tưởng rồi nhé. 17cm thì không còn thể mong ước được hơn nữa đâu. Đối với một người đàn ông Việt Nam như vậy đã là quá lý tưởng rồi. Trung bình chỉ được 12-13cm thôi. Em chào anh Trà Nhiên Tự nhé. Mọi người thấy chất lượng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, chất lượng mạng như thế nào? Có thể cho Thanh Hương một vài cái lời tương tác để em bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nào. Có anh Tường Nguyễn này vừa bảo mạng kém. Mọi người, những anh chị còn lại thấy chất lượng mạng như thế nào ạ? Chia sẻ livestream giúp em nhé. Rồi, Lung Linh, em cảm ơn anh này. Có ai ở trong cái livestream của Thanh Hương cũng đã từng có cái sự thắc mắc này không ạ? Để ngày hôm nay Thanh Hương giải đáp cặn kẽ nào. Tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì Thanh Hương cứ chia sẻ nhá. Trong lúc mà vừa mới live stream thôi thì có thể là mọi người chưa vào đông đâu. Ok mọi người này, mặc dù là cô bé của người phụ nữ có thể co giãn phù hợp với rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, từ những cái tampon nó thay thế trong miếng băng vệ sinh đấy, hay là cậu nhỏ, tại sao mà có người đàn ông 17cm đúng không cũng vừa, rồi có người 11cm cũng vừa, hoặc có người chu vi chỉ được 10cm cũng vừa, hay là chu vi đến 15cm thì cũng vừa. Đó, có rất là nhiều cái cỡ, thậm chí là gì, vừa cho cả một em bé có thể chui ra chào đời, giãn rộng hoặc là co hẹp lại rất là linh hoạt. Tuy nhiên thì sau một thời gian dài không được làm cái chuyện đó thì bạn tình chính là các cánh mày râu, hoặc thậm chí là tự bản thân các chị em phụ nữ cũng sẽ cảm nhận được cô nhỏ của mình trở nên chật hơn, hay còn gọi là khít hơn, khiến cho việc giao hợp gặp rất là nhiều khó khăn và không được thoải mái. Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân chính đầu tiên đó là do cái tâm lý lo lắng từ các chị em phụ nữ. Những lý do khiến cho phái đẹp lo lắng và không tự tin, ví dụ như là một thời gian dài không được làm tình với một người đàn ông thì nó giống như là
bị quên bài ấy. Mọi người hình dung không? Bị quên bài, không biết là bắt đầu, rồi là mình làm như thế này thì không biết là đối tác có thích hay không, có hài lòng hay không. Đó, thì cái tâm lý đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng này. Rồi thêm nữa là gì? Lo lắng về chính cơ thể của mình. Phụ nữ mà chẳng có sợ gì, chỉ sợ già, sợ xấu thôi suốt ngày à. À, không biết là mình có là một người phụ nữ đẹp nhất trong mắt của anh ấy hay không. Thì lần đầu tiên đúng không, sau một thời gian rất là dài, quay trở lại cái việc ân ái, mình lột bỏ tất cả những cái bộ quần áo trên cơ thể, phơi bày trước người đàn ông của mình, thì không biết là anh ấy ngắm nhìn cơ thể anh ấy có hài lòng hay không, có thích mình hay không. À, từ những cái phần nhũ hoa này, đúng không, bị thâm này, bị sậm này, hay là bụng mỡ của mình này, rồi bên dưới nó cũng không được hồng hào này, hay cơ thể của mình nó không được thon thả, rất là nhiều những cái khuyết điểm trên cơ thể như vậy khiến cho các chị em phụ nữ cũng phải lo lắng, đúng không? Thì tất cả những cái nhân tố đó nó hình thành cái tâm lý khiến cho người phụ nữ căng thẳng, đầu óc là không thể nào mà tập trung hết mình vào đối tác cũng như là của yêu, để liên tục là gì, đặt những cái câu hỏi ở trong đầu, và nó khiến cho cô bé trở nên, tức là cái tâm lý đó nó sẽ khiến cho cô bé trở nên căng cứng, không thể thả lỏng để cho đối phương xâm nhập vào bên trong. Nó giống y như là cái lần đầu tiên á, chưa biết gì về nhau cả. Đấy, gặp gỡ nhau lần đầu tiên là cũng rất là căng thẳng. Người phụ nữ là trong cái trạng thái là co cứng người, không chỉ là cô bé ở bên dưới đâu, chân tay cũng gồng cứng như vậy. Nhiều khi là người đàn ông còn phải nói rằng là gì, em cứ thả lỏng ra không sao đâu, đúng không ạ? Mà người phụ nữ còn không thể thả lỏng nổi, đấy, cứ gồng cứng như vậy, thì làm sao mà cô bé có thể mở rộng để cho người đàn ông xâm nhập vào chốn thâm cung. Nó khiến cho cái cuộc yêu rất là khó khăn, đúng không nào? À, các anh có nhận thấy cái điều này không ạ? Em chào anh Đồng nhá. Rồi, em có nhìn thấy tất cả mọi người đấy. Thanh Hương ơi, chồng chị, à, chị mới phát hiện chồng đi ngoại tình, tư vấn cho chị với. Rồi, cái chủ đề về ngoại tình Thanh Hương chia sẻ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì ở trong livestream này thì nó không đúng chủ đề cho lắm, nên là chị sẽ nhắn tin cho Thanh Hương nhé, thông qua số Zalo 056-285-0000, 056-281-0000, thì em sẽ tư vấn giúp mình. Tại vì cái nguyên nhân mà người đàn ông đi ngoại tình ấy, thì có rất là nhiều nguyên nhân, nên em cần phải lắng nghe được cái câu chuyện cụ thể của chị là gì thì em mới có thể giúp được chị. Nhắn tin cho em nhé. Rồi, đúng rồi, anh cũng có thắc mắc này, ngày hôm nay nghe Thư giải đáp, ok anh này. Đúng không ạ, đúng không ạ? Mọi người cứ để lại câu hỏi nhé. Lưu ý là để lại câu hỏi nó liên quan đến chủ đề một chút thì chúng ta sẽ được giải đáp ngay trong livestream này. Còn những câu hỏi mà nó nằm ở những cái chủ đề khác thì mọi người sẽ nhắn tin riêng tư cho Thanh Hương, được không nào? Rồi, em gửi lời chào chung thôi, nhiều anh chị quá em không chào được hết đâu ạ. Chào hết là hết buổi livestream luôn. Đó, cái lý do đầu tiên là gì? Quá là lo lắng và tâm lý khiến cho người phụ nữ bị căng thẳng, khiến cho cô bé không thể mở rộng và gây khó khăn. Các chị em sẽ cảm nhận được cái sự đau rát, khó chịu, thậm chí là chảy máu trong cái lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng được gần gũi người đàn ông của mình. Cái tâm lý này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nhé. Nếu như là một cặp vợ chồng, chỉ là do chồng đi làm xa nhà, lâu lâu về gặp vợ, thì các chị em còn đỡ bị tâm lý. Còn nếu như là một người phụ nữ đã từng kết hôn, sau đó vì một cái lý do nào đó hai vợ chồng chia tay, và sau bao nhiêu năm, chẳng hạn như cái câu chuyện mà Thanh Hương đọc cho mọi người ở phần đầu livestream ấy, tức là 5 năm sau mới được gặp, mới được gần gũi một người đàn ông, thì cái tâm lý này nó lại càng nghiêm trọng. Có thể là cái lúc mà làm quen với nhau á, nhắn tin, gọi điện rất là bình thường, rất là nhớ nhung và thậm chí là khao khát gặp nhau đấy. Nhưng mà đến khi được gặp nhau thật sự trong cái lần đầu tiên đó, thì cái tâm lý thực sự là nó sẽ rất là căng thẳng, được không ạ? Nó sẽ y như là cái lần đầu tiên mà người phụ nữ biết đến cái chuyện đó, lần đầu tiên mà cả hai được nếm trái cấm á. Đó, ngoài ra nhé, Thanh Hương thấy là có rất là nhiều chị em phụ nữ còn nằm ở trong cái trường hợp là gì? Họ bị ám ảnh trong những cái cuộc yêu trước đây trong quá khứ. Chẳng hạn như là bị cưỡng hiếp này, rồi là bị bạo lực tình dục này, rồi là bị tâm lý hậu chia tay.
thì những cái tâm lý đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc co thắt của cô nhỏ sau một thời gian dài. Đó, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai là nó do cái sự khô hạn và cái sự bôi trơn ít của cô bé khi quan hệ tình dục, làm ảnh hưởng đến cái quá trình giao hợp cũng như cảm xúc của đôi bên. Mọi người cứ hình dung giống như một chiếc xe máy ấy, đúng không? Lâu ngày không đi, máy móc lâu ngày không được hoạt động, bây giờ mà đem ra sử dụng thì cũng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để khởi động lại, để vận hành lại trơn tru, đúng không ạ? Rồi thêm nữa là gì? Khi mà chúng ta có cái tần suất yêu điều độ thì lúc người phụ nữ lên đỉnh cũng là cái thời điểm mà cơ thể sẽ sản sinh rất là nhiều cái hormone sinh dục, hay còn gọi là nội tiết tố, estrogen của người phụ nữ đấy. Thế thì quá lâu không được gần gũi người đàn ông, có thể là các chị em cảm thấy cái sức khỏe tổng thể bình thường. Nhiều chị em nói rằng là tôi không bị bí bách, tôi không bị khó chịu, tôi không bị cáu gắt. Đó, nhiều chị em phản bác lại những cái hậu quả mà Thanh Hưng đã từng chia sẻ. Tức là người phụ nữ lâu ngày không được gần đàn ông thì gặp những cái hậu quả gì? Thì nhiều chị em nói rằng là tôi sau một ngày, sau một thời gian dài không quan hệ, tôi thấy rất là bình thường. Nhưng chắc chắn là các chị em sẽ gặp cái vấn đề về khô hạn, về cô bé ướt át. Bởi vì quá lâu không quan hệ thì cái quá trình sản sinh nội tiết nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi thêm nữa là gì? Nguyên nhân hormone sinh dục nó còn suy giảm theo thời gian và tuổi tác. Với một người phụ nữ ở độ tuổi 35, sau một thời gian dài không quan hệ thì cái nồng độ estrogen nó suy giảm một cái mức độ vừa phải. Nhưng cũng là một người phụ nữ lâu ngày không quan hệ nhưng ở độ tuổi 55, 60, quá nhiều tuổi rồi, thì lúc này cái nồng độ estrogen nó còn suy giảm mạnh nữa. Tức là nó luôn có một cái sự kết hợp giữa cả tuổi tác và cái thời gian bao nhiêu lâu rồi không được gần gũi cộng lại với nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tiết dịch nhờn ở cô bé. Và chắc chắn rồi, cô bé mà không đủ dịch nhờn thì không thể nào mà người đàn ông có thể đưa vào bên trong được. Nên là nhiều anh ở độ tuổi cao đấy, có thể là vì một cái lý do gì đó, đúng không? Chia tay đối tác hoặc đối tác đi xa. Sau đấy là mình gặp được một người bạn gái cũng cùng gọi là trang lứa, U50, U40. Và mình bắt đầu là thấy cái cuộc yêu đầu tiên nó quá nhiều những cái vấn đề và không thể nào mà ra vào một cách thuận lợi. Đấy, thế từ hai cái nguyên nhân mà Thanh Hưng vừa phân tích thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi đó là gì? Sau một thời gian dài không được quan hệ thì cô nhỏ của người phụ nữ chắc chắn là sẽ khít lại. Nó chỉ khít lại thôi, chật lại thôi, chứ không đến mức mà tịt lại như nhiều anh hỏi Thanh Hương đâu. Tịt ở đây tức là nó bịt kín thì nó không đúng, mà nó chỉ là khít lại, nhỏ lại và rất khó để có thể đưa vào trong, giúp hai người có một cuộc giao hợp thuận lợi. Anh Nguyễn Tám này, gọi cho tôi nhé, mình cần tư vấn vấn đề gì vậy ạ? Việt Anh, chị Việt Anh, Thanh Hương vừa đẹp lại vừa giỏi, em cảm ơn chị nhé. Chị Việt Anh cũng là một khách hàng bên Thanh Hương này. Rồi, ok mọi người này. Thế còn cái câu hỏi đầu tiên mà Thanh Hương chia sẻ với mọi người, một anh hỏi Thanh Hương đấy, là anh đi làm xa hơn một năm, khi trở về nhà hai vợ chồng có gần gũi thì anh thấy cô bé nhiều nước và rộng. Anh nghe nói phụ nữ của anh nghe nói phụ nữ sau về là sẽ nhỏ lại giống như Thanh Hương vừa phân tích. Nguyên nhân khiến cho một cặp vợ chồng nào đó bị tan vỡ, đúng không ạ? Chồng đã nghi ngờ vợ có nhân tình mà. Thì cũng có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên sẽ là như anh hoài nghi. Nhưng để kết luận người phụ nữ có đang ngoại tình hay không, chúng ta không thể nào mà chỉ dựa vào cái việc là cô bé của họ tại sao sau một thời gian dài vẫn còn ướt át và vẫn còn rộng như vậy. Đó, người phụ nữ ngoại tình có thể là gì ạ? Mà các cái điện thoại này hay là những cái trang mạng xã hội đấy, họ sẽ bảo mật rất là kỹ càng, không cho chồng đụng vào điện thoại này. Rồi là giờ giấc, lịch trình công việc nó sẽ có những cái sự thay đổi bất thường. Trước đây thì không thấy đi công tác bao giờ, nhưng mà khi có nhân tình thì người phụ nữ sẽ bịa ra những cái lý do, hay kể cả đàn ông cũng vậy, xuất hiện những cái lịch trình bất bình thường để hợp thức hóa cho cái việc là gì ạ? Đi ra ngoài với nhân tình. Rồi là gì ạ? Vợ mình cũng đẹp hơn, đúng không? Sắm sửa rồi là trang hoàng cái vẻ ngoại hình của mình hơn. Nên là rất là nhiều nguyên nhân để mà xác định chính xác. Thì những anh nào đang có cái sự nghi ngờ này, nhắn tin cho Thanh Hương.
Em sẽ gửi cho các anh cái video là tất cả những cái dấu hiệu người phụ nữ đang ngoại tình. Hay các chị cũng vậy, muốn biết được những cái dấu hiệu người đàn ông đi ngoại tình thì cứ nhắn tin cho Thanh Hương, em sẽ gửi rất là đầy đủ. Thế còn trường hợp thứ hai, nếu như không đi ngoại tình thì tại sao cô bé của người phụ nữ lại vẫn rộng và nhiều nước, mặc dù sau cả năm trời hai vợ chồng vẫn gần gũi? Thế thì cái câu chuyện nó làm như thế này mọi người nhé. Có những chị em phụ nữ khi mà xa chồng thì họ sẽ có cái sức chịu đựng rất là tốt. Tức là cả năm không gặp chồng, họ cũng sẽ không làm một cái gì để thỏa mãn nhu cầu của họ cả. Họ sẽ tập trung vào công việc, họ tập trung vào những cái đam mê khác, nên là cái ham muốn nó sẽ bị lấn át đi. Cái sự tập trung, cái suy nghĩ nó không dồn cái việc thỏa mãn nhu cầu, nên là họ cũng không có cảm thấy khó chịu gì cả. Đó. Thế nhưng có những chị em mặc dù xa chồng nhưng họ vẫn thỏa mãn cái nhu cầu của mình một cách điều độ, bằng cách tự xử, bằng cách là gì ạ? Xem phim người lớn. Rồi có những cặp vợ chồng Thanh Hương từng tư vấn là hai vợ chồng xa nhau thì một tuần họ vẫn đều đặn 1 đến 2 lần video call, tức là gọi video đấy ạ. Và chồng thì tự thỏa mãn cho mình, mà vợ thì cũng tự thỏa mãn cho mình thông qua hai màn hình điện thoại. Thế thì nếu như mà một người phụ nữ không được gần chồng nhưng họ vẫn duy trì cái sự ham muốn, duy trì cái việc thỏa mãn nhu cầu của mình điều độ, thì chắc chắn rồi, cái việc sản sinh testosterone nó vẫn được diễn ra rất là đều đặn. Cái mạch nước ngầm nó vẫn được khơi thông đều đặn. Và cái nhu cầu về tình dục cũng sẽ được nuôi dưỡng đều đặn. Đấy là cái lý do mà khiến cho nhiều chị em là gì, sau một thời gian dài gặp chồng, cộng với cái sự nhớ nhung, cộng với cái sự yêu thương hai vợ chồng, cái tình cảm nó quá lớn, rồi là một năm trở lại, thì tất cả những cái nguyên nhân đó cộng gộp lại với nhau, khiến cho người phụ nữ làm sao ngày hôm đó rất là cuồng nhiệt, rất là ướt át. Và cái cảm giác rộng ấy, đôi khi nó đến từ cái việc người phụ nữ quá nhiều nước. Các anh có công nhận với Thanh Hương không ạ? Rõ ràng một người phụ nữ bị khô thì đàn ông không hề thích một chút nào, nhưng mà một người phụ nữ quá nhiều nước thì cũng sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy bị giảm cảm giác. Chứ thực tế không phải là do họ bị quá rộng đâu. Nhiều nước đến mức mà ra vào nó cứ chôn chu, nó ọp ẹp, làm cho các anh không cảm nhận được những cái sự ma sát lên thành vách cô bé, và cứ tưởng là cô bé của vợ mình bị rộng. Cứ nghĩ mà xem, nếu như mà đối tác của mình ngày hôm đó hưng phấn quá, ham muốn quá, nước nôi đến mức mà ướt hết cả cái tấm ga giường, thì chắc chắn rồi cái cảm giác ma sát của hai cái bộ phận nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đúng hay rất đúng hả các anh? Anh Cường Lê này, anh em nói quá chuẩn này. Cho nên là để mà chúng ta kết luận cái sự chung thủy của người phụ nữ, của đối tác của mình á, là chúng ta phải phân tích trên nhiều góc độ. Chứ không thể nào mà chỉ nhìn một dấu hiệu mà chúng ta đã kết luận ngay thì rất là tội cho người phụ nữ. Thứ nhất là bị oan ức như vậy, đúng không? Rồi là từ cái nỗi oan và cứ sống trong cái sự nghi ngờ đó, dần dần nó sẽ sinh ra những cái mâu thuẫn khác, làm cho mối quan hệ của chúng ta bị tan vỡ. À, chat có tốt cho sức khỏe hay không? Nó sẽ có hai mặt, vừa tốt và vừa không tốt. Tốt khi mà anh không lạm dụng. Rõ ràng khi mà anh đọc hoặc là anh nhìn những cái hình ảnh nhạy cảm, những cái câu nói nó quá gợi dục, quá kích dục, thì anh cảm thấy hưng phấn ở trong người, đúng không? Nó cũng sẽ giúp anh thỏa mãn được cái ham muốn, cái nhu cầu của mình. Nhưng nếu như mà anh chat quá nhiều thì anh sẽ bị nghiện, anh sẽ bị phụ thuộc vào cái yếu tố đó. Chẳng hạn, Thanh Hương đã từng tư vấn cho một số cánh mày râu, cũng ở trong cái trường hợp của anh, tên tiếng Anh là gì đây, John Wong Dũng đây, đúng không? Tức là có vợ nhưng mà tòm tem với một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Vợ thì lại là một người hơi khép kín. Trong cuộc yêu á, đôi khi chỉ nghe thì tiếng rên hơi nho nhỏ khẽ khẽ thôi, chứ còn không bao giờ mà được nghe những cái lời gợi dục từ vợ. Nói luôn là những cái câu nói nó mang tính tục tĩu là vợ không bao giờ nói. Thế nhưng mà đi ra ngoài tòm tem với một người phụ nữ khác và bắt đầu là gì? Hai người có với nhau những cái câu nói nó mang tính chất tục tĩu, rồi là về nhà chat với nhau cũng sẽ áp dụng những cái câu nói đó, thì sau một thời gian
bị lãnh cảm với người bạn đời. Bị lãnh cảm với người bạn đời bởi vì quen với những cái câu nói nó mang tính chất kích thích mạnh rồi. Sau đó là bây giờ gần gũi với vợ thì chỉ được làm sao ạ? Gần gũi trong một cái không gian im lặng hoặc là tiếng rên khe khẽ thôi, không được nghe những cái lời kích dục đó nữa thì tự nhiên là chán vợ, thậm chí là còn không cương được. Nhiều anh á bảo rằng là gì, anh đi ra ngoài thì anh rất là cương, nhưng mà về nhà thì anh lại không cương được. Của quen mà, quen rồi không có hứng thú, nhưng mà gặp những cái yếu tố lạ phát là lên ngay. Nhưng mà những anh nào mà ham mê của lạ thì sau một thời gian của lạ cũng thành của quen, và các anh cũng lại bị rơi vào cái trạng thái là gì, không cương được. Đúng hay rất đúng ạ? Nào cánh mày râu cho Thanh Hương xác nhận, đúng hay rất đúng? Anh chỉ làm chuyện đó với người yêu thôi, tức là anh sẽ luôn luôn phải duy trì. Bây giờ nếu mà anh không có cái chuyện đó xảy ra là anh sẽ cảm thấy cái hưng phấn của mình nó bị giảm đi. Nên là đừng lạm dụng quá nhé. Đừng lạm dụng quá. Nó giống như cái việc mà các cặp vợ chồng áp dụng những cái tư thế, những cái kiểu yêu nó mang tính chất bạo lực ấy. Quen rồi, mạnh bạo rồi, đến khi mà làm những cái động tác nhẹ nhàng là không sướng nữa. Đấy, không lạm dụng là được anh ạ. Rồi, đấy, đúng rồi, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Có người thì lại quá nhiều nước, có người thì lại khô. Có nhiều cặp vợ chồng là Thanh Hương còn phải tư vấn á, là vì ướt át quá, không có cảm giác là còn phải lau bớt đi, chứ còn biết làm như thế nào. Bây giờ không thể nào mà đang nhiều nước lại biến nó thành ít nước được. Thanh Hương chỉ có thể giúp cho mọi người là gì? Từ khô, lại giúp cho các chị là từ khô hạn trở thành nhiều nước thôi. Còn bây giờ các chị đang nhiều nước mà thậm chí nhiều quá rồi, Thanh Hương không thể nào mà có cái viên uống nào giúp cho các chị ít nước lại. Đấy, chỉ có cách là thôi thì mình lau bớt đi thôi. Đấy, hoặc là gì, các chị bị rộng đấy thì dùng cho Thanh Hương cái viên đặt xe khít. Đó, vẫn chia sẻ cho các chị đúng không? Những chị nào mà bị rộng chắc chắn là phụ nữ sẽ phải cần đến cái sản phẩm này thôi. Bởi vì Thanh Hương cũng vậy mà. À, hai đứa con rồi là gần gũi với chồng, và cái sự lão hóa theo tuổi tác thì ai chẳng rộng, đúng không? Các cái cơ vòng âm đạo nó sẽ mất đi cái sự đàn hồi. Rồi là cái cơ sàn chậu nó cũng sẽ mất đi cái sự đàn hồi, nó lỏng lẻo hơn, khiến cho cô bé bị nhão rộng này. Rồi chưa nói đến cái việc là viêm nhiễm, rồi viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung, nấm ngứa. Thì các chị em đều cần đến cái bảo bối này hết. Cứ 5 ngày đặt một viên cho Thanh Hương. Khi nào mà khít rồi, các chị giãn cách 7 đến 10 ngày đặt một viên nhé. Nó sẽ đảm bảo cho các chị em luôn luôn có một cô bé khít khao và đem lại nhiều cảm giác cho người đàn ông của mình. Phụ nữ thì ai cũng phải tân trang hết. Không tân trang là không được, đúng rồi. Viên đặt xe khít hôm nay có ưu đãi không? Xe khít là 399.000 một hộp 10 viên. Ngày hôm nay em không có chương trình ưu đãi đâu. Lâu thỉnh thoảng em mới có một cái chương trình ưu đãi viên xe khít thôi. Bởi vì như em chia sẻ, bình thường trên thị trường người ta đang bán là 100 đến 120.000 một viên. Nhưng em Thanh Hương đã cho các chị một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Đó, 399.000 10 viên, dùng trong 2 đến 3 tháng các chị nhé. Không cần phẫu thuật đau đớn, không cần phải kiêng cái việc gần gũi với chồng. Đấy, chúng ta đặt ngay tại nhà, tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm về tiền bạc. Đấy mà vẫn có thể thoải mái gần chồng. Chứ còn nhiều khi chúng ta đi phẫu thuật phải kiêng chồng, liệu người đàn ông có chịu được không? Có kiêng được cùng vợ hay không? Hôm nay vừa tư vấn cho một chị ở Mỹ, chồng thì 45 tuổi. À, chị này còn đi phẫu thuật rồi đi laser cả ở bên trong cái đường ống cô bé, đường hầm đấy. Thế nhưng cuối cùng là gì, về gần chồng vẫn có cái cảm giác là gì ạ, bị ọp ẹp phát ra tiếng kêu, không được khít. Thế là ngày hôm nay Thanh Hương tư vấn cho viên này, các chị còn đặt cả bộ bên Thanh Hương luôn. Đó, cảm ơn em, rồi em cảm ơn anh nhé. Đấy, mọi người cứ lắng nghe cái chương trình livestream của Thanh Hương là gặp được gọi là lĩnh hội được rất là nhiều những cái kiến thức. Có thể bây giờ mọi người cảm thấy nó dư thừa, chưa cần thiết, nhưng tất cả những cái kiến thức này nó đã là tâm sinh lý thì theo tuổi tác chúng ta đều cần thiết và đều có thể áp dụng vào cuộc sống hôn nhân hết nhé mọi người nhé. Chứ không phải là thừa đâu. Thanh Hương ơi, dùng xe khít có bị lệ thuộc không em? Chị Hòe Thúy ơi, hôm nay chị Hòe Thúy có nhắn tin Zalo cho em đúng không? Em mới kết bạn lại nhưng mà chưa tương tác được với chị bởi vì chiều nay cuối tuần là đưa hai đứa nhà em đi chơi một chút. Đấy, em có nhớ là em kết bạn Zalo với chị Thúy rồi đấy. Thì chút nữa hoặc là sáng mai em tư vấn cho mình. Nhưng em cũng trả lời câu hỏi của mình luôn là cái viên xe khít thì nó cũng giống như cái việc các chị em chăm sóc da ấy. Cái gì chúng ta chăm sóc thì cũng phải có cái sự định kỳ lâu dài.
không thể nào mà dùng một lần mà nó khít mãi mãi được, bởi vì rõ ràng chúng ta vẫn gần gũi chồng, rõ ràng chúng ta vẫn cứ lão hóa theo tuổi tác, đúng không ạ các anh chị? Nên là phải bảo dưỡng, chỉ là chúng ta sẽ giãn cách cái thời gian đặt thôi. Như em chia sẻ đấy, 5 ngày đặt một viên cho em. Khi nào mà khít rồi, có thể chị đặt 3 viên chị thấy khít nhá, là từ viên thứ 4 chị bắt đầu giãn cách luôn cho em. 7 đến 10 ngày đặt một viên. Hoặc nếu như mà cái tần suất sinh hoạt của chị nó thưa hơn, có thể là chồng đi làm xa đấy, mà 2-3 tháng hai vợ chồng mới gặp nhau một lần, thì chị sẽ đặt cho em 1 tháng 1 đến 2 viên sau chu kỳ, vừa đào thải những cái khí hư huyết trắng này, máu tồn kinh nguyệt này, mà nó vừa trẻ hóa cô bé khít khao hơn chị nhá. Để ngày mai em nhắn tin cho mình, 1 tuần bao nhiêu lần mới đúng em? Hiện nay thì anh đang duy trì cái tần suất chat là bao nhiêu lần ạ? Đúng rồi. Khi mà người phụ nữ khít quá thì đúng là đàn ông đôi khi là cũng sẽ khó kiểm soát được cái thời gian, bởi vì cái sự ma sát nó rất là mạnh mẽ, rồi là cái sự bó chặt, đúng không ạ? Nó sẽ khiến cho cái phần đầu của các anh bị kích thích, và từ cái sự kích thích đó nó sẽ đẩy cái hưng phấn lên cao trào sớm, và các anh dễ bị chớ sớm. Cho nên Thanh Hương vẫn lưu ý là gì? Các chị phải thật sự là tinh tế, biết cảm nhận mình khít rồi là mình phải giãn cách ra cho em, tránh tình trạng là mình để khít quá, chồng đưa vào thứ nhất là khó, dễ bị ra sớm. Còn chưa nói đến những anh mà trường hợp bị yếu đấy, hoàn toàn là vằn đấy, khít quá làm sao mà đưa vào được, đúng không? Nên là Thanh Hương có tư vấn cho một số trường hợp các chị em ở độ tuổi U50 á, các chị nói với Thanh Hương là chị bị khô đấy, thì chị có đặt được viên là sẽ khít bên em không? Khi mà bị khô thì các chị phải ưu tiên, đúng không, dùng cho em cái viên uống nội tiết tố trước. Tại vì U50 rồi, chắc chắn là nồng độ estrogen trong cơ thể đã suy giảm rất là nhiều, nên là chúng ta phải bổ sung nội tiết. Các chị càng gần mãn kinh hay mãn kinh thì càng phải bổ sung. Đó, bổ sung ở đây nó giúp cho cả hai cái buồng trứng đấy tăng sản sinh nội tiết tố, thì từ đấy nó sẽ cải thiện cái vấn đề khô hạn và tăng ham muốn cho mình. Chứ còn bây giờ mà đã khít rồi, đã khô rồi mà lại còn khít nữa thì chồng làm sao mà đưa vào được? Bởi vì các chị U50 thì chồng cũng ở trong cái độ tuổi U50, thậm chí có những anh 60 rồi, đúng không? Vợ khô, chồng thì lại hoàn toàn là vằn, lúc nào mềm như con giun á, thì làm sao mà cho vào được? Nên là hai vợ chồng ở độ tuổi này thì rất là phải có những cái giải pháp để chúng ta cải thiện những cái vấn đề giúp cho đời sống chăn gối là hòa hợp thăng hoa hơn. Hôm trước là chia sẻ cái chủ đề là phụ nữ U50 có còn ham muốn hay không đấy, các chị em có thể xem lại cho em nhé. Em nói đúng lắm này, cảm ơn em cảm ơn anh Viện này. Đúng rồi, tên thật của chị là Nguyễn Thị Thanh Hương đấy. Tùy tâm trạng của người yêu của anh. Rồi, chị bị viêm lộ tuyến thì dùng sản phẩm gì? Mọi người cứ để lại câu hỏi cho Thanh Hương nhé. Ở cái phần trước ấy, là Thanh Hương đã chia sẻ cho mọi người và giải đáp thắc mắc cho mọi người về cái tình trạng cô nhỏ bị khít khao này, chặt hơn này, sau một thời gian dài không quan hệ này, hoặc là cái trường hợp mà nhiều nước hay rộng hơn. Đấy, chúng ta phải nắm được tất cả những cái trường hợp đấy. Còn bây giờ thì ở cái phần cuối live stream thì Thanh Hương sẽ giải đáp tất cả những cái câu hỏi cho các anh và các chị để làm sao mà giúp cho các mình có được cái cuộc yêu nó thăng hoa và nó trọn vẹn, được không ạ? Anh gần 60 rồi mà vẫn khỏe chuyện đấy là phải chúc mừng anh đấy. Em có nhiều kinh nghiệm gớm. Em tư vấn đến bây giờ gần 5 năm rồi mà không có kinh nghiệm thì chắc chắn cũng không thể ngồi đây mà tư vấn cho các anh chị được. Tất cả cái câu hỏi các anh chị gửi về em làm sao mà biết được anh chị hỏi câu nào, đúng không? Nhưng mà trong livestream vẫn trả lời rất là cặn kẽ. Rồi. Đúng rồi, sau sinh thì cô nhỏ của người phụ nữ cũng sẽ chặt hơn. Theo những nghiên cứu thì các cái cơ âm đạo ấy, nó sẽ mất phải gần đến tầm nửa năm nhá. Cái khoảng thời gian là gần nửa năm thì mới có thể trở lại cái trạng thái bình thường và trở lại cái kích thước như bình thường. Còn trong cái nửa năm đầu nó sẽ có thể là bị khô, do phụ nữ là sau sinh xong bị suy giảm nội tiết này, hoặc nó có thể bị rão rộng hơn, bởi vì là vừa mới cả một cái em bé chui ra
đúng không? À, mọi người hình dung là để mà người phụ nữ có thể đẻ thường được là cái tử cung nó còn phải mở 10 phân cơ mà. Mọi người đo cho tay 10 phân nó như thế này. Đấy, thì tất nhiên nó phải mất một cái khoảng thời gian khá là dài để định hình lại rồi. Nên là người phụ nữ sau sinh bị khô, bị rộng là cái trường hợp rất là phổ biến. Sau sinh tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tức là để cho âm đạo ấy, cô bé nó định hình lại ấy, thì bắt đầu đã có thể sử dụng cái là xe khít nhé. Nó vừa hỗ trợ giúp cho cô bé khít hơn mà nó còn đẩy ví dụ như là những cái sản dịch còn tồn đọng ấy, giúp cho cô bé sạch sẽ để hai vợ chồng gần gũi nhau, tránh cái tình trạng là nhiều khi người đàn ông hay bị sợ khi mà người phụ nữ bị viêm nhiễm rồi có những cái vấn đề không sạch sẽ ở bên trong. Rồi. Đúng rồi, tức là khi mà người phụ nữ lâu ngày không được gần gũi đấy thì cái cảm giác của các anh nó giống như cái lần đầu tiên được phá cái màng trinh ấy, nó sẽ chặt như vậy. Chẳng qua là chúng ta thực tế là người phụ nữ không còn cái màng trinh ở bên trong thôi. Nói thật chứ, nói về cái màng trinh thì khi mà các anh lần đầu tiên, các anh có phải anh nào cũng cảm nhận được là cái màng này nó rách ra như thế nào đâu. Các anh cũng sẽ chỉ cảm nhận được là nó chật chật, đưa vào tự nhiên nó có một cái gì đó nó cản cản lại, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà các anh cảm nhận được là nó bị xé toạc ra như thế nào. Đó. Một đêm 60 tuổi mà vẫn cho bạn đời lên đỉnh 4 lần, các anh khác là phải học tập này. À, anh lâu ngày, đúng rồi, đi làm về, anh lâu ngày đi làm xa về, bị ra sớm, có giải pháp không Thanh Hương? Cái trường hợp này thì cũng rất là phổ biến, Thanh Hương có từng chia sẻ rồi. Lâu ngày trở về thì anh, tức là khi mà gần gũi vợ ấy, anh bị lạ lẫm với cái cảm giác, đúng không? Cậu nhỏ đưa vào bên trong, đặc biệt là cái phần đầu, bao nhiêu lâu không được tiếp xúc với một cái môi trường co bóp này, ẩm ướt này, ấm nóng này, vừa đưa vào cái là thấy buồn buồn tê tê. Rồi là cái tâm lý, bao nhiêu ngày không được gần vợ, không được gần đối tác, bây giờ là giống như con hổ đói ấy. Đấy, ăn lấy ăn để, đúng không ạ? Cảm giác là đói mà bây giờ được ăn thì ăn rất là vội vàng, rất là vồ vập. Từ cái tâm lý lẫn đến cái cảm giác nhạy cảm này, nó sẽ khiến cho nam giới dễ bị ra sớm. Thì với tình trạng của anh ấy, để mà cải thiện được triệt để, anh dùng cho Thanh Hương cái chai Gelman Plus. Gelman Plus. Còn nếu như anh đang ở trong độ tuổi từ 40 tuổi trở đi rồi thì Thanh Hương khuyên chân thành là nên kết hợp cả dòng uống cho Thanh Hương. Có rất là nhiều khách hàng là nam giới, Thanh Hương vẫn khuyên như vậy. Bởi vì sao? Ở cái độ tuổi 40 rồi thì các anh cũng phải xác định cho Thanh Hương cái nồng độ testosterone nó sẽ suy giảm là điều chắc chắn, ít hay nhiều thôi. Ít hay nhiều thôi, 40 đây các anh đối chiếu Thanh Hương nhé. Các anh càng bận rộn công việc, càng stress nhiều, càng thức đêm nhiều, hay là công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, thì cái tốc độ suy giảm nó càng nhanh. Đến thời điểm các anh vẫn còn cảm thấy khỏe, nhưng không có nghĩa là đang khỏe. Mọi cái vấn đề suy giảm nó vẫn đang diễn ra bên trong cơ thể, chỉ là chưa đạt đến một giới hạn để các dấu hiệu nó thể hiện rõ ràng ra mà thôi. Nên là cứ 40 tuổi trở đi thì luôn luôn là gì ạ? Nếu như chúng ta ăn uống được thì là tốt, Thanh Hương vẫn khuyến khích ăn ví dụ như hàu, tôm, cua, cá, hải sản, trứng gà, trứng vịt lộn, đúng không? Giá đỗ này, thịt bò này. Đấy, ăn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý nam, ăn được là tốt. Rồi có thời gian tập thể dục thể thao. Nhưng trong trường hợp là gì, công việc quá bận thì nên kết hợp thêm thực phẩm chức năng. Đó, còn vấn đề nhạy cảm thì chắc chắn là phải thêm cho Thanh Hương cái chai gel này nhé. Nếu như mà cương vẫn tốt thì anh chỉ cần sử dụng cho Thanh Hương cái combo này thôi. Còn nếu như mà cương không tốt thì dùng cho Thanh Hương sang cái dòng Man Plus Gold chữ màu vàng này. Chuyên dùng cho những nam giới khó cương, rồi đang quan hệ thì bị xỉu giữa chừng, rối loạn cương dương này. Rồi có những trường hợp khách hàng thì là gì ạ? Chỉ được 1-2 phút thôi, nhưng phải mất đến vài ngày hay thậm chí là cả một tuần mới có thể cương cứng trở lại. Thì các anh phải dùng cho Thanh Hương cái dòng Man Plus Gold chữ vàng. Đó, để giúp cho cậu nhỏ luôn đạt được cái độ cương cứng tối đa, để xung trận và giữ được cái thời gian cương cứng lâu, được không nào? À, hai vợ chồng em thả nửa năm mà chưa có em bé. Hai vợ chồng thả nửa năm chưa có em bé thì đầu tiên là phải nên đi khám đã. Khám để xem nguyên nhân là từ vợ hay từ chồng. Đấy, ví dụ như là người phụ nữ cái chất lượng trứng nó không được tốt, đúng không? Nhiều người phụ nữ mặc dù ở cái độ tuổi trẻ thôi mà đến bây giờ Thanh Hương gặp rất là nhiều trường hợp là cái số lượng trứng còn rất là ít này, rồi là trứng lép này, không đủ cái chất lượng để có thể thụ thai này,
Đấy, rồi là người đàn ông thì thường là do nguyên nhân số lượng và chất lượng tinh binh kém. Có những bạn là ở cái độ tuổi mới U30 thôi, 32, 33 tuổi mới kết hôn thôi mà gửi cái kết quả đo tinh dịch đồ cho Thanh Hương. Cái số lượng thì nó vẫn đảm bảo, tức là mật độ, cái số lượng con TB thì nó rất là nhiều, vẫn đảm bảo theo cái chỉ tiêu đó đưa ra. Thế nhưng mà đa phần là TB chết và TB không di chuyển, tức là số lượng sống và có thể bơi đến gặp trứng rất là ít, nó cũng không thể đảm bảo được quá trình thụ thai. Nên là trong trường hợp của em Phong á, là em nên đi khám để xem nguyên nhân chính xác là từ ai, từ vợ hay từ chồng để có giải pháp. Nếu như mà em đi khám nguyên nhân là từ bản thân em, là do cái chất lượng, số lượng tinh binh không đảm bảo, thì em có thể sử dụng cho chị một trong hai dòng này đều được. Một trong hai dòng này đều được, nó chỉ khác nhau về cái hàm lượng thôi, nhưng trong này nó đều có cái thành phần để giúp tăng chất lượng và số lượng tinh binh, ví dụ như hàu này, bá bệnh này, bạch thật lê, vừa tăng số lượng, tăng chất lượng, giúp tinh binh bơi nhanh hơn, tăng tỷ lệ sống thì giúp cho em tăng cái tỷ lệ thụ thai nhé. Đó. Ôi đừng lười đi khám, đừng ngại đi khám. Cái vấn đề sinh sản là cái vấn đề rất là quan trọng. Để lâu là thêm một tuổi là càng khó hơn. Cho nên là đừng có chủ quan em nhé. Nên ngày mai đấy, đầu tuần rồi hai vợ chồng sắp xếp một buổi sáng hay một buổi chiều đấy, đi đo những cái chỉ số đi. Sau đó nếu về cần chị tư vấn thêm thì cứ gửi cho chị cái kết quả. Sáng nào anh cũng ăn một quả trứng gà luộc với mật ong, nước cốt, là nước cốt gừng. Đúng rồi, gừng nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông. Ví dụ như là uống nước gừng ấm trước khi lâm trận ấy, đó, nó cũng sẽ giúp cho máu lưu thông tốt và giúp cho cậu nhỏ cứng hơn. Nhưng mà nó chỉ áp dụng với cái trường hợp tức là các anh còn đang khỏe nhưng mà phòng ngừa, hoặc là các anh mới cảm thấy yếu yếu một tuần thôi. Các anh uống nước gừng rất hiệu quả. Nhưng mà bảo yếu đến một năm rồi mà chỉ sử dụng gừng để cải thiện độ cương cứng thì rất là sốt ruột. Rất là sốt ruột, lúc đấy sẽ phải dùng cho em thêm cái mango này nhé. Chị bị khô 5 năm. Rồi, chị bị khô 5 năm này. Chị này thì bốc hỏa đúng không? Khô 5 năm bốc hỏa. Hai chị Hồng và chị Hạnh này, dùng cho em viên uống nội tiết. Khô 5 năm thì chắc chắn là phải dùng rồi. Dùng cho em cái viên nội tiết tố Melissa. Một ngày uống đều đặn 2 viên trong một cái liệu trình 3 tháng 6 lọ. Sẽ giúp cho mình cải thiện vấn đề khô hạn. Đấy, và như chị Hạnh đây còn đang gặp cái vấn đề bốc hỏa. Nếu như mà chị Hồng đang gặp cái tình trạng đó thì nó sẽ giúp cho mình cải thiện luôn. Cái vấn đề nội tiết ấy, Thanh Hương chia sẻ nhé. Các anh mà có vợ đang ở trong độ tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, chia sẻ cho vợ cái kiến thức này. Không cần phải là chia sẻ cái livestream mà nghe xong nói lại cho vợ mình cũng được. Thanh Hương thấy có nhiều chị, khi mà Thanh Hương chia sẻ, các chị họ thắc mắc là tại sao có một loại viên uống này thôi mà nó lại có nhiều tác dụng thế. Nào là giảm rụng tóc ư, nào là mờ nám sạm tàn nhang ư, nào là giúp vòng một căng tròn này, săn chắc này, rồi là giảm cái tình trạng khô hạn, suy giảm ham muốn này, bốc hỏa, khó ngủ, đau đầu, loãng xương, đau nhức xương khớp, mỏi mệt. Tại sao lại nhiều công dụng như vậy? Bởi vì khi mà các chị em phụ nữ bị suy giảm nội tiết thì các chị em sẽ gặp tất cả những cái vấn đề mà Thanh Hương vừa mới chia sẻ. Đấy, chỉ có mỗi vấn đề suy giảm estrogen thôi. Nào là rụng tóc, nám da, vòng một teo tóc chảy xệ, ăn uống chuyển hóa chất béo kém, mỡ bụng tích tụ nhiều, khô hạn, suy giảm ham muốn, đúng không? Thế thì khi chúng ta bổ sung và cân bằng lại nội tiết thì chắc chắn là những cái vấn đề đó nó sẽ được cải thiện dần 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 dần. Chỉ là nó sẽ khác nhau về cái tốc độ cải thiện thôi. Có những dấu hiệu thì cải thiện rất là nhanh, ví dụ như Thanh Hương chia sẻ bốc hỏa, khó ngủ hay rụng tóc ấy, trong tháng đầu tiên các chị bổ sung các chị thấy ngay. Nhưng mà vấn đề khô hạn này, vấn đề về da thì nó sẽ tùy vào cái mức độ tình trạng của các chị. Các chị cứ để tình trạng đến 5 năm trời các chị mới đi cải thiện thì tất nhiên các chị sẽ phải dùng cái liệu trình dài hơn. Nhưng mà các chị mới bị có 1, 2 tháng hay 5 tháng các chị gặp Thanh Hương thì cải thiện rất là nhanh chóng. Kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng với thay đổi cái chế độ ăn uống, đúng không? Ăn nhiều những cái nhóm thực phẩm mà mầm đậu nành này, như là sữa đậu nành, đậu phụ này. Rồi là omega 3 từ cá hồi này. Họ bắp cải này, bông cải xanh này, súp lơ này, rồi là các loại quả mọng này, quả có múi này, đó, các loại chất béo lành mạnh. Đấy, Thanh Hương có chia sẻ đấy. Các chị em nào mà chưa biết ăn cái gì cho hợp lý cứ nhắn tin cho em gửi cho mình đỡ quên. Đấy, gửi cho mình cả một cái thực đơn là nên ăn gì để giúp cho cô bé nhiều nước, kết hợp với sản phẩm thì nó sẽ đẩy nhanh cái hiệu quả cho mình, được không ạ? Chứ còn để khô thì
Thực sự khô thứ nhất là các chị đau rát, đau xong các chị bị viêm nhiễm, đúng không? Hai vợ chồng, vợ thì cứ các chị cứ cố chịu đựng nhá, đến khi mà nó có cái vết tổn thương ở bên trong á, vi khuẩn nó dễ xâm nhập thì các chị hay bị viêm ngứa nấm đó, chứ không đơn giản đâu ạ. Rồi là chồng đưa vào chồng cũng đau, mà các anh ân ái với vợ, các anh cảm thấy nó khô nó khó, các anh cũng đâu được thoải mái đâu, chỉ gọi là xuất hết ra để cho nó đỡ bí bách thôi, còn để mà mang lại cái cảm giác thăng hoa thì thực sự là không có đấy. Nên là các chị em bị mà bị khô là phải cải thiện ngay. Nhiều cặp đôi lấy nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, ông bà hai bên nội ngoại cứ giục nào là anh chị có tính cho tôi có cháu bé hay không, nhất là mấy ông bà cổ hủ lạc hậu. Đúng rồi, Thanh Hương có từng chia sẻ cái chủ đề cho các cặp vợ chồng bị chậm con ấy, cái yếu tố tâm lý nó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi là họ còn không muốn đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay gặp gỡ bất cứ người thân nào cả, bởi vì cứ đi ra ngoài á là phải nghe những cái câu hỏi thế bao giờ có em bé, sao hai vợ chồng mà lấy nhau mãi rồi mấy tháng rồi mà chưa có con, hay là một trong hai đứa bị vô sinh rồi. Họ đã rất là stress rồi, họ đã rất là tâm lý rồi, họ đã rất là mong mỏi rồi, nhưng mà ngày nào cũng bị tra tấn bởi những cái câu hỏi như vậy làm cho họ càng bị stress hơn. Mà bây giờ stress xong là gì, càng khó thụ thai. Bước vào cuộc yêu bây giờ nó không phải là cái sự thả lỏng nữa. Nhớ giúp Thanh Hương nhé, nếu như cặp vợ chồng nào đang có kế hoạch mang thai á thì hãy nhớ cái điều này. Cái tâm trạng của người phụ nữ rất là quan trọng. Khi mà người phụ nữ thả lỏng, hòa nhịp hết mình vào cuộc yêu, được thăng hoa thực sự thì cô bé nó sẽ được giãn rộng hơn, cái cổ tử cung nó cũng sẽ được giãn rộng hơn để hỗ trợ cho tinh binh bơi vào. Thế nhưng mà bây giờ bị tâm lý, cái cuộc yêu nó chỉ mang cái tính chất gọi là giống như kiểu là bị giao nhiệm vụ ấy, thì tự nhiên hôm đấy rất là căng thẳng, người gồng co cứng lên, trong đầu làm gì có nghĩ là phải làm cái kỹ thuật này kỹ thuật kia, chỉ làm sao mà nghĩ rằng là ngày hôm nay không biết là có được thành công hay không, thế thì làm sao mà thụ thai được. Đấy, nên là những ai mà đang ở trong cái livestream của Thanh Hương mà đang ở cái thế hệ gọi là ông bà nội ông bà ngoại đấy, mà chẳng hạn cũng có con, cái đang ở trong câu chuyện này thì cũng là gì ạ, được nghe thêm một cái kiến thức giúp cho con cái của mình có được cái tâm lý nó thoải mái hơn nhá. Bởi vì là chậm thì cũng đã chậm rồi, đừng có tra tấn thêm, đừng có xoáy vào nỗi đau của họ nữa, hãy để cho họ thoải mái và chúng ta dần dần sẽ tìm giải pháp, đúng không? Nội tiết tố liệu trình uống như thế nào Thanh Hương? Nếu như mà chưa mãn kinh thì 1 năm dùng cho em 2 liệu trình, mỗi liệu trình 3 tháng. Còn nếu mãn kinh rồi các chị dùng thường xuyên cho em. Bởi vì khi mà mãn kinh là buồng trứng không hoạt động nữa, mà buồng trứng là cơ quan sản sinh nội tiết, mà nó không hoạt động thì có thể, thì chắc chắn là các chị sẽ phải bổ sung thường xuyên từ bên ngoài. Đấy, ăn uống cũng được, hoặc là nếu không ăn uống được thì bổ sung bằng thực phẩm chức năng nhé. Liệu trình mangold bên Thanh Hương có thể quan hệ được bao nhiêu phút? Em trả lời câu hỏi này này cho các anh nhé. Các anh khi mà đi tìm một cái giải pháp nào đó để cải thiện về thời gian là các anh hay thắc mắc đúng không? Sẽ không bao giờ có một cái quy định là uống mangold, Man Plus hay bất cứ một cái sản phẩm sinh lý nào đó để có được một cái khoảng thời gian nhất định. Bởi vì rõ ràng người phụ nữ có cái nhu cầu mỗi người là khác nhau. Thanh Hương cần 10 phút thôi, nhưng mà chị Mai, chị Loan lại cần 20 phút, 30 phút. Đấy, thế thì làm sao mà quy định được cái thời gian cụ thể? Thanh Hương vẫn trả lời cho mọi người á, khi mà sức khỏe sinh lý bình thường là các anh sẽ kiểm soát hoàn toàn theo muốn của mình. Tức là mình thích ra lúc nào là ra được lúc đó, được không ạ? Chứ không thể nào có quy định là cứ uống cái này là được 20 phút hay 30 phút đâu. Có những khách hàng người ta dùng mangold, người ta 10 phút là người ta đã hài lòng rồi, bởi vì đối tác của họ cũng chỉ cần 10 phút thôi. Bây giờ U50, 60 cần gì nhiều, đúng không? Bây giờ làm sao mà hai vợ chồng vẫn duy trì được tần suất thôi, chứ không cần quá là dài. 60 phút thì người phụ nữ cũng chẳng chịu đựng được đâu. Đó, nhưng mà một người phụ nữ ở độ tuổi sung sức thì họ lại đòi hỏi đối tác của họ là 30 phút, thì các anh cũng phải kiểm soát được như thế. Đây là cái bản chất vấn đề là như vậy nhá, mình tự cảm nhận được. Đúng rồi, có những anh á 1 tiếng mới ra, nhưng mà 1 tiếng này là ép cơ thể mà còn không ra được, thì đấy cũng là cái vấn đề về rối loạn cần phải đi cải thiện.
chứ không phải là tự hào là mình được một tiếng đâu nhá. Một tiếng là phải do mình chủ động được. Hôm nay một tiếng là một tiếng, ngày mai mình thích 30 phút thì mình cũng sẽ kiểm soát được ở 30 phút. Đấy mới là sinh lý chuẩn. Chứ còn bây giờ mà cơ thể nhiều khi cố nó còn không ra được, nó cứ mình phải đến một tiếng, có khi là hơn một tiếng mới ra là có vấn đề. Đó. Chưa hết, nhất là mấy bà mẹ chồng à. Rồi, có nhiều câu chuyện ý. Có nhiều câu chuyện là gì? Nguyên nhân lại là từ người đàn ông. Đấy, có kết quả vô sinh nhưng mà về lại không chia sẻ với bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng. Thì nhiều khi là người phụ nữ phải chịu những cái lời nói nó cay nghiệt. Đến khi mà mọi chuyện đã đến cái mức độ cao trào rồi thì lúc đấy là gì? Mang cái tờ xét nghiệm vô sinh của người đàn ông ra thì cả nhà bên nội mới vỡ lẽ ra là gì? Nguyên nhân là đến từ con mình chứ không phải là đến từ con dâu. Nhiều cặp vợ chồng là như vậy. Đấy là hành hạ người phụ nữ của mình. Dạ rồi, ok anh. Vùng kín của chị có mùi, dùng gel. Vùng kín có mùi sẽ có hai trường hợp. Đấy, em tư vấn về gel và xe khít cho các chị nhé. Cái vấn đề vùng kín có mùi, các chị phải xác định được cho Thanh Hương, cái mùi đó là từ bên trong dịch chảy ra hay mùi đó là từ bên ngoài. Nếu như vấn đề mùi nó chỉ là do ví dụ như cặn nước tiểu này, nó có mùi hơi khai này, mùi mồ hôi chua này, đúng không? Hoặc là gì ạ? À đấy, chủ yếu là hai nguyên nhân đấy. Thì chúng ta dùng cái gel vệ sinh, tức là tất cả những cái sản phẩm rửa bên ngoài là có thể khử đi những cái mùi hôi khó chịu. Nhưng nếu như mùi hôi là do dịch từ bên trong, các chị bị viêm, nó có thể mùi tanh như cá ươn, do là các chị bị nhiễm khuẩn nhé, nhiễm trùng. Hoặc là nó có mùi chua như lên men, các chị bị nhiễm nấm candida. Đấy, hoặc là các chị có thể có những trường hợp là gì, còn Thanh Hương từng gặp, tức là hai vợ chồng gần gũi nhau mà có đeo bao cao su ấy, thế xong bao cao su bị rách mà còn không biết. Sau đấy là một cái phần bao cao su nó mắc ở bên trong, nó coi như một cái dị vật mắc bên trong. Như vậy thì sau một thời gian là gì, ngày gần lâu, cái vùng kín bên trong nó có cái cảm giác bắt đầu nó khắm. Đấy, nó cái mùi rất là khó chịu. Đấy thì phải sử dụng cho Thanh Hương thêm cái viên đặt này để khử, tức là loại bỏ, tức là cải thiện cái vấn đề viêm nhiễm đấy, viêm nhiễm từ bên trong nhá. Nó sẽ tùy, nên là nhiều chị em cứ hỏi Thanh Hương là cái chai gel này có chữa được viêm nhiễm nấm ngứa hay không. Không có một sản phẩm gel vệ sinh hay dung dịch vệ sinh rửa ngoài nào mà chữa được viêm nhiễm nấm ngứa nhá các chị nhá. Tại vì chúng ta chỉ rửa bên ngoài thôi. Viêm nhiễm là chúng ta phải có viên đặt đó, nên các chị phải phân biệt được cái tình trạng của mình nó là như thế nào, được không nào? Hết chất nhờn rồi là đau rát lắm, đúng rồi. Cái này là điều chắc chắn. Phụ nữ mà đã lên rồi, phụ nữ nhé, các anh phải nhớ một điều là phụ nữ sau khi mà đã đạt được cực khoái ấy, là cô nhỏ sẽ tiết ít dịch lại, sẽ có cái xu hướng là khô dần khô dần. Kể cả là khi mà sức khỏe sinh lý còn sung mãn. Bởi vì Thanh Hương là phụ nữ và cũng đã cảm nhận cái điều này. Tức là khi mà mình lên rồi mà chồng mình đang ở bên máy này này. Đấy, tức là người phụ nữ sẽ trải qua bốn cái giai đoạn cực khoái, đúng không? Đầu tiên là kích thích này, hưng phấn này, cực khoái này, phục hồi. Sau bốn cái giai đoạn đó thì nó sẽ lặp lại, đúng không? Kích thích này, hưng phấn này, cực khoái này, phục hồi. Lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Nên là đã lên đỉnh rồi là bắt đầu cô bé tiết ít dịch. Hôm trước có một anh hỏi Thanh Hương là người đàn ông nên xuất trước hay sau khi người phụ nữ lên đỉnh? Xuất trước, đúng không? Thì tất nhiên là người phụ nữ đã đạt được lên đỉnh đâu. Các anh mà ra trước thì khác gì là các anh đang bị xuất sớm. Người phụ nữ làm sao mà đã hài lòng được. Đấy. Còn xuất sau thì lúc này cô nhỏ bắt đầu cạn nước dần, cô bé sẽ bị đau rát. Thì tự nhiên là gì? Đáng nhẽ hai người cùng lên đỉnh với nhau đều đang tận hưởng cái cảm giác lâng lâng như một cái luồng điện chạy qua, đúng không? Tận hưởng đi. Thì bây giờ lại cứ tiếp tục ra vào và cái cảm giác sướng nó bị mất đi. Thay vào đó là cái cảm giác bắt đầu đau rát. Thì làm sao mà còn sướng trọn vẹn được. Đấy, nên là phải ra cùng nhau, đúng không? Chứ không thể nào mà ra trước hay ra sau được. Rồi, anh Mai khá danh, mai em điện cho anh nhé. Rồi, ok anh này. Nhiều người mong có con không được. Vậy là có nhiều người bảo là, đúng rồi, cái đấy tội rất là nặng. Đúng rồi, cùng nhau lên đỉnh là tốt này. Mọi người lại câu hỏi nhá. Em sẽ có cách nào để cho người đàn bà, mọi người làm biết có dấu giúp em, có cách nào để giúp cho người đàn bà hôn
hôn cậu nhỏ đúng không? Bà thích hôn cậu nhỏ. Cái này có Thanh Hương cũng chia sẻ cả một cái chủ đề đủ rồi. Thường thường là phụ nữ không thích cái món này đâu. Thanh Hương nói thật sự. Để mà nói chuẩn về tâm lý á, là thường phụ nữ sẽ không thích yêu bằng đường miệng. Bởi vì cái vấn đề vệ sinh. Đó. Rồi là thích phụ nữ biết nào thì có nhé. Nó sẽ cái chất lượng mạng hình như nó không được ổn ở bên YouTube đúng không mọi người? Làm tình bằng miệng quan trọng nhất là yếu tố phải sạch sẽ, sau đó là thơm tho, thì cái chai gel này nó giải quyết được cả hai cái vấn đề đấy mọi người nhé. Thơm thì cái mùi hương nó pháp các anh chị em cứ sử dụng, là nói chung là dùng là chỉ có nghiện cái chai gel này thôi, cực kỳ là thích đấy. Vừa mới thấy ở bên cái YouTube nó bị lag nên là mọi người lại thoát ra rồi. À, mạng nó bị đứng đúng không? Mọi người thấy chất lượng mạng như thế nào ạ? Lúc anh xuất vào trong phụ nữ có biết không? À, Thanh Hương có chia sẻ cái này rồi nhá. Lúc xuất vào trong phụ nữ có người biết có người không? Khi mà người đàn ông lên đỉnh, tức là đạt cực khoái và xuất là cái dòng tinh binh của mình ra ấy, thì thứ nhất là cậu nhỏ sẽ căng hơn, to hơn đúng không ạ? Lúc đó là sẽ to hơn. Và thêm nữa là gì ạ? Khi mà các anh bắn từng đợt ấy, nó sẽ giật như này này. Đúng hay rất đúng ạ? Nếu như mà cô bé của người phụ nữ khít khao thì họ được rất rõ hai cái dấu hiệu này. Một là cậu nhỏ tự nhiên to hơn, hai là nó cứ giật theo từng nhịp, từng cái nhịp mà các anh bắn vào bên trong. Nhưng nếu như của người phụ nữ quá rộng thì họ sẽ ít cảm nhận được hai cái dấu hiệu này. Có chia sẻ rồi nhé. Phụ nữ càng nhiều tuổi thì càng khó cảm nhận được cái cảm giác này. Bởi vì cô bé lão hóa giãn rộng mà. Đó. Ừ. À, không nên cho vào miệng người phụ nữ. Cái này là tùy mà anh. À, người đàn ông còn cảm thấy đấy là một cái gì đó rất đáng tự hào. À, được chứng là sử dụng cái chai gel này để tắm toàn thân. Tắm toàn thân và vệ sinh vùng kín của mình, cả nam cả nữ, trước khi bước vào cuộc sống. Tự tin hơn. Hoặc là không biết là cô bé của mình có mùi hay không này, rồi là cơ thể của mình nó có mùi khó chịu hay không, đối tác có thích hay không. Cơ thể ướp mùi hương hoa là rất là thích rồi. Và thêm nữa là gì? Cái mùi hương này nó còn làm tăng cái sự hưng phấn, kích thích cho cả hai người nữa. Đấy, nên là trải nghiệm cho em nhé, chị Thùy Thúy nhé. Nhưng có mùi tanh tanh. Cái mùi vị của tinh binh ấy, nó sẽ còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Các anh có cách cải thiện, anh có chia sẻ cái video là đàn ông nên ăn gì, uống gì để cải thiện mùi và vị của tinh binh rồi. Đúng, chai này tự tin làm em Trà Nhân Tự này. Đó, một khách hàng cũng trải nghiệm cả gel vệ sinh và nước hoa bên Thanh Hương rồi đúng không? À, chia sẻ lại livestream cho Thanh Hương nào mọi người ơi. Ở cuối livestream nhá. Dành tặng này, ai đang ở livestream Thanh Hương cho mọi người một cái món quà này. Những anh nào cho năm anh chia sẻ nhiều nhất này. Mỗi anh được tặng một chai gel giảm nhạy cảm trị giá 269. Được không ạ? Ai ở cuối livestream mà được nghe cái thông tin này là cực kỳ may mắn nhá. Nên là mọi người chia sẻ livestream này cho Thanh Hương đi. Nếu như là các chị được nhận thì tặng cho chồng đúng không? À, chào Thanh Hương xinh đẹp, chị Hương fan vào muộn quá. Ở bên kênh YouTube nó còn vừa bị lag đấy, cho nên là mọi người mới thoát ra vào lại đấy. Mọi người thấy chất lượng mạng ổn lại chưa? Anh sắp hết rồi đúng không? Sắp hết rồi thì lại gọi cho em. Dùng mangold bao nhiêu liệu trình để cương cứng, nó sẽ tùy vào cái mức độ tình trạng. Nếu như mà các anh bị một tháng thì các anh sử dụng một lọ thôi, trong tuần đầu tiên thấy cải thiện ngay, một tuần 14 viên. Nhưng nếu như các anh để 1 năm, 5 năm, 7 năm, cái nồng độ testosterone nó càng suy giảm mạnh rồi, cái mức độ tình trạng nó càng nghiêm trọng hơn rồi, thì liệu trình sẽ càng dài hơn. Nên là những anh hay những chị ở trong live stream của Thanh Hương đấy, nhiều khi là mới cải thiện được tình yêu. À, anh Nguyễn sớm hay chị Nguyễn sớm,
chia sẻ livestream giúp em nhé. Cứ chia sẻ livestream nhiều nhất là được nhận quà. 5 người, ai may mắn thì được nhé. Ai nhiệt tình, ai yêu thương Thanh Hương nhiều thì em tặng cái món quà này cho người đó, được không nào? Lâu lắm mà em vẫn livestream đều đấy. Có thể là chị bận hoặc là chị lại đi ngủ sớm vào những cái khung giờ em livestream. Một hộp mà đã 10 phút rồi em. Chúc mừng anh nhé. Nó sẽ tùy vào cái kết quả. Nó sẽ tùy vào cái mức độ mà các anh chị đang bị. Ví dụ như có những anh được 1-2 phút, sau một lọ lên được 10 phút đã cảm thấy tuyệt vời, may mắn rồi, hạnh phúc rồi, đúng không? Nhưng mà có những anh, đúng không, phải 2 hộp, 3 hộp. Nó cũng sẽ tùy là các anh chị tin cho Thanh Hương. Và em sẽ tư vấn theo từng tình huống. Không có ai là đâu. Ví dụ như mà đang được 5-7 phút thì cải thiện lên được 10-15 phút, nó rất là nhanh. Nhưng ví dụ 1-2 phút lên 10 phút sau một lọ là cũng phải chúc mừng, rất rất là chúc mừng đấy. Tại vì 1-2 phút anh phải biết anh quá nhanh rồi. Đấy, nhưng mà sau một lọ có 25 ngày mà lên được 10 phút là quá tuyệt vời. Một chai gel vùng kín chị Hùng Luyến này. Rồi số điện thoại 396 18 phút ok không em? Quan trọng là đối tác của anh nữa chứ. Ví dụ như đối tác cảm thấy 18 phút là tuyệt vời, là đã lên được rồi, thì mình cũng nên hài lòng với cái con số đó. Còn nếu như đối tác muốn hơn thì mình cũng nên cải thiện hơn, đúng không? Anh không dùng gì hết. Mà anh Trà Nhiên Tự cũng là ở cái độ tuổi mà nhiều nam giới còn đang suy giảm, nhưng anh vẫn giữ được cái phong độ đấy là tuyệt vời, là tốt. Nhiều nước là được khỏe mãi mãi cả, duy trì hết. Chỉ là mình ở độ tuổi nào thì em sẽ tư vấn cho mình là duy trì như nào cho nó hợp, tiết kiệm thôi. Nhiều anh nhá, sử dụng ăn để mà lịch kịch nấu món này món kia. Rồi là nhiều anh thì còn lười tập thể dục, nhiều chị cũng lười tập thể dục. Thì em vẫn tư vấn là gì, mình sẽ duy trì một ngày một viên đấy, hoặc cách một ngày một viên, để nó đảm bảo cho mình luôn luôn có một cái sức khỏe sinh lý tốt, dồi dào. Dịch cân kinh là cái gì hả anh? À, chị Thu, anh Thu vào muộn quá. Chị Phương Nguyễn vào muộn quá này. Mọi người nhớ giúp em lần sau em live stream vào tầm 20h45, hoặc là cùng lắm là 21 giờ em bắt đầu live stream. Thì mọi người vào sớm sớm một chút nhé. Vào live stream muộn là em còn gần kết thúc rồi. Em gần kết thúc rồi đấy. Bên chị còn gel vệ sinh. Sang ơi, chị còn chứ? Gel vệ sinh thì em yên tâm là không bao giờ hết được. Đó, không bao giờ hết được. Bởi vì chị có gọi là luôn luôn sản xuất phòng bị rất là nhiều rồi. Trước đây đã để cháy hàng một vài đợt là sợ lắm rồi. Cháy hàng để khách hàng chờ đến cả một tháng trời. Mà mọi người phải biết rằng là cái cảm giác ngày nào cũng đang được sử dụng cái chai rượu phi xa tắm và rửa bằng cái chai gel này đang thơm nhé. Gần chồng gần vợ là tự tin. Thế xong là cả tháng trời, cái đợt đấy là cháy hàng rất là lâu, không có cái chai này để dùng. Cảm thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Cũng có mua các sản phẩm khác nhưng mà dùng nó không được ưng ý. Da chị bị nhạy cảm có dùng được không? Em có thể cam kết cho mình mà. Em có thể cam kết cho chai gel nhé. Các chị dùng bị dị ứng hay các anh cũng vậy, bị dị ứng kích ứng đều được hoàn lại cho em. Em đảm bảo quyền lợi cho mọi người. Chắc chắn dùng là phải tốt, chắc chắn dùng là phải ưng ý, chắc chắn dùng là chỉ có thích và nghiện. Đó, không muốn dùng sản phẩm nào khác nữa. Nước hoa chị còn em ơi. Em mua cho, em mua mùi của nam hay của nữ? Rồi. Không dùng à? À, dùng tự tin lắm anh chị em à. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. À, chị thấy dùng viên tinh chất hàu Úc có ổn không em? Quan trọng tình trạng của em như thế nào. Chị thì chị sẽ không so sánh. Bởi vì nếu như mà chị còn nói rằng nó tốt hơn hay không tốt hơn á thì nó không khách quan. Nên là em cứ thử dùng cả hàu Úc và thử trải nghiệm cho chị cái sản phẩm Man Plus Gold đi. Sau đó em sẽ có cái sự so sánh chính xác nhất. Đấy, Thanh Hương vẫn khuyến khích anh như vậy. Nhiều khi các anh cứ hỏi Thanh Hương là sản phẩm này có tốt không hay là sản phẩm kia có tốt. Tốt nhất là cứ sử dụng cả hai, đúng không? Sử dụng cả hai để tự có câu trả lời là Man Plus tốt hơn hay là các cái sản phẩm mọi người đang băn khoăn tốt hơn. Cứ sản phẩm nào tốt thì chúng ta dùng duy trì lâu dài. Mọi người có nhiều sự lựa chọn mà.
Rồi. Số điện thoại và những câu hỏi của mọi người thì em xin phép nhé, nếu như mà có những anh chị em đặt câu hỏi nhưng mà vì nó trôi quá nhanh, em chưa có kịp trả lời thì mọi người có thể giúp Thanh Hương là nhắn tin vào fanpage hoặc là số Zalo để em trả lời, em tư vấn cho mọi người. Chứ không phải là do em kêu hay như thế nào mà không giải đáp trên này đâu. Bởi vì mỗi một lần livestream 4 5 máy, số lượng comment, số lượng inbox rất là nhiều. Em cứ nói hết một cái chủ đề xong quay lại là gì, không thấy cái comment của các anh chị đâu. Lướt nó không thấy nữa. Rồi nó tít ở trên rồi. Nên là mọi người thông cảm cho Thanh Hương nhé. Rồi. Ok mọi người này. Bây giờ thì Thanh Hương sẽ kết thúc cái livestream này. Cuối tuần livestream ngắn ngắn như vậy thôi cho mọi người còn nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi làm được không ạ? Sẽ kết thúc livestream ở đây để vào trong inbox và Zalo hỗ trợ cho các anh chị em nhà mình trực tiếp xem từng vấn đề của mọi người, mức độ tình trạng như thế nào. Em sẽ hỗ trợ một cách chính xác nhất để giúp cho mọi người có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất được không nào? Rồi rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thanh Hương trong livestream ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người ngủ thật là ngon.